to hả anh? Nóng lạnh ấy. Nó bị hỏng ấy. Thế em có sửa. À? Ừ, em có sửa được không? Có. Nó bị viêm sao? Mấy hôm trước dùng thoải mái, mấy được hôm qua hôm kia nó bị hỏng, không lên điện nữa. Và điện nó không vào, nước cũng vào kém nữa. Nước vào kém. Cái gì ấy? Xem, con. Thế thì cởi ra thôi. Cởi ra để em xem. Có sửa được không? Được. Có lẽ anh đục chặt quá, không cởi được. Đi đường xa ấy, thật đục chặt. Anh ở đâu? Bên dưới này. Con quay đây thôi, nhưng mà đi chắc còn 1-2 cây số. Có người giới thiệu là em biết sửa không? Chuyển ra. Vâng. Ơ! Đi. Để ngoài xem à. Có biết được không? Được. Hãy như thế này đó, rơi tầm hơn 20 cân ấy. Đen thế. Để trên trong bếp thì nó đốt củi như thế này, nó gần chú đốt luôn nữa ấy. Nên là bị cả do. Ra mới biết được. Chắc là dùng nó nhiều, sản nước nhiều lắm, hay là biết. Bé à? Cho em bị tắc cái gì không? Phải tháo ra mới biết được. Hôm vào điện nó báo hai bên này nó màu đỏ màu xanh, giờ điện không vào nó không báo gì nữa. Thế anh cứ để ở đây, em lấy nhé. Cũng được, giờ em cũng kiểu là chỉ con ở nhà 28 này, nước báo, như này, không có. Thôi anh cứ để ra đi, em mang bây giờ sửa xong rồi em ra anh lấy. Thôi anh về nhé. Thank you.
Thank you.
nào ấy. Bên trong này này. Cái chỗ bên trong này nó có một cái nút, khi mà mình nước vào bên trong ấy, là nó sẽ bị bật cái nút đấy ra, nó chỉ chập cái chỗ đấy thôi. Đấy, bên rồi, hôm nay bên là được. Em mở mắt em không thấy, em còn tháo cỡ cái bên ra, bên nào nhỉ? Đây đây đây, em còn tháo cỡ cái bộ bên trong này ra nhưng mà không biết bị làm sao. Được. Em mới xem lại cái chỗ này mới thấy là nó bị chậm ở chỗ đấy. Ừ. Em cái này em trà rồi nó không đi, em lau qua rồi đấy nhưng mà nó không đi. Vậy thêm bao nhiêu tiền đấy? Của anh cho em được 50.000 thôi. Nhật những người đi làm về nhé. Chị qua xem được chưa? Được, em xin nhé. Ơi, cảm ơn nhé. Vâng. Đi, làm việc thôi, nhà này. Nhìn chắc nặng. Nhìn.